Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại Trung ương chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành thanh kiểm tra tình trạng phân bón giả kém chất lượng đang tràn lan trên thị trường và sớm báo cáo trong tháng 10 năm nay. Thực tế thì trong suốt thời gian vừa qua, phân bón giả kém chất lượng đang trở thành vấn đề nóng của ngành nông nghiệp và vẫn chưa có giải quyết căn cơ. Đồng Tháp phát hiện cơ sở sản xuất phân bón giả, Tiền Giang phát hiện điểm làm phân bón không phép. Phát hiện phân bón giả ở Lâm Đồng, hàng loạt vụ phát hiện phanh phui về phân bón giả liên tiếp được cập nhật trong 2 tháng qua, tiếp tục hâm nóng thị trường phân bón trong nước. Ông Dương Hùng Đỗ, tổng giám đốc công ty khai thác khoáng sản và xây dựng miền Nam, đơn vị sản xuất phân bón thương hiệu Địa Long thẳng thắn cho rằng, phân giả đang khắp nơi với đủ các loại. Hàng nhái, hàng giả nó không phải là ít mà là phổ biến các loại luôn. Tôi thì mong muốn nhất là cái gì? Là các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương sớm làm sao vào cuộc để mà đánh được cái hàng nhái, hàng giả, giảm cho bà con một cái tốt nhất để bà con có một cái bộ được yên tâm thu một cái vụ mùa. Theo Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương, tính đến hết quý 1 năm 2013, trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất phân bón, Cục đã tiến hành kiểm tra 215 vụ, xử lý 82 vụ vi phạm với số tiền phạt 2,47 tỷ đồng. Hiện nay, để quản lý lĩnh vực kinh doanh sản xuất phân bón đang có một hệ thống văn bản pháp luật đồ sộ với 2 luật, 3 nghị định, 8 thông tư và 3 bộ quy phạm khảo nghiệm về phân bón. Phân bón được cùng lúc hai bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương quản lý trực tiếp, cùng với đó là sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhiều ý kiến cho rằng chính việc chồng chéo này đã khiến việc quản lý thị trường phân bón kém hiệu quả, trong khi nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm lớn thuộc về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhưng thực tế bộ này chỉ quản lý phân vi sinh và hữu cơ, còn phân vô cơ do Bộ Công Thương quản lý. Một là phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới hệ thống pháp luật chúng ta cho nó hoàn chỉnh. Hai là tiếp tục nghiên cứu cái cơ quan quản lý nào là tốt nhất. Ba là vai trò của các doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp trong hệ thống quản lý này, chúng ta cùng phối hợp đề xuất với nhà nước để chúng ta tiến hành cái này. Đây là một vấn đề hết sức lớn và có ý nghĩa lâu dài trong quá trình phát triển. Có như vậy thì sản xuất chúng ta phát triển được. Trước mắt, theo nhiều đề xuất cần sớm ban hành nghị định mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và yêu cầu đây là ngành kinh doanh có điều kiện cũng như phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định thì mới ổn định lại được thị trường.